Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Hot nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính đáng chú ý có trong ngày. Đá AFF Cup 2024, huấn luyện viên Kim Sang Sik đón liên tiếp tin vui. Đội tuyển Việt Nam nhận lợi thế khổng lồ, người hâm mộ vỡ òa sung sướng. Kính thưa quý vị và các bạn, việc không thể giành vé vào vòng sơ loại thứ ba World Cup 2026 rõ ràng là thất bại của bóng đá Việt Nam cũng như khiến cho người hâm mộ phải buồn lòng nhưng cũng chính bởi tuyển Việt Nam bị loại sớm tại vòng loại World Cup 2026, bỗng nhiên lại là may mắn đối với huấn luyện viên Kim Sang-sik trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trọng ở giai đoạn đầu tiên của bản hợp đồng ký kết với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF. Cụ thể là cho tới khi AFF Cup 2024 khởi tranh, đội tuyển Việt Nam không có trận đấu chính thức nào cho đến cuối tháng 11. Điều này đồng nghĩa là giảm đi rất nhiều áp lực đối với ông Kim Sang-sik và các cộng sự. Rõ hơn nữa, huấn luyện viên Kim Sang Sik có tới 5 tháng theo dõi chuẩn bị AFF Cup 2024 thông qua những trận giao hữu được thử nghiệm cả về con người lẫn lối chơi đối với đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, huấn luyện viên Kim Sang Sik và đội tuyển Việt Nam có thể sẽ gặp thuận lợi vô cùng lớn ở AFF Cup năm 2024 sắp tới đây. Theo đó mới đây, tờ Siam Sport của Thái Lan cho biết rằng đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ không có những cầu thủ tốt nhất để bảo vệ chiếc vô địch AFF Cup Lý do là bởi có 4 câu lạc bộ lớn là Buriram United, Chu Bangkok United, BG Pathum và Port Authority FC đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển Thái Lan phải thi đấu ở những đấu trường cấp độ châu Á như là AFC Champions League, AFC Champions League 2 và cả giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á. Khoảng thời gian thi đấu của các câu lạc bộ này trùng với thời gian thi đấu vòng bảng của đội tuyển Thái Lan. Đáng chú ý, bốn câu lạc bộ có nhiều tuyển thủ như là Supachai, Therathon, Chanathip, Dangda, Piradong, Chamsat Rami, Wirathep Pomphan. huấn luyện viên Masatada Ishi cũng đã từng lên tiếng về kế hoạch trẻ hóa đội hình và chắc chắn sẽ có cầu thủ thay thế những trụ cột vắng mặt. Không chỉ đội tuyển Thái Lan có nguy cơ không có lực lượng mạnh nhất mà đội tuyển Indonesia cũng sẽ gặp tình cảnh tương tự. AFF Cup không thuộc hệ thống giải đấu của FIFA, do đó đội tuyển Indonesia sẽ gặp khó trong việc triệu tập những cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài. Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng muốn dồn lực cho vòng loại thứ ba World Cup. Đội tuyển Indonesia sẽ thi đấu tới 6 trận tại vòng loại World Cup trước khi bước vào chiến dịch AFF Cup. Có thể thấy là đội tuyển Việt Nam sẽ gặp những thuận lợi khi mà hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp trước vô địch với chúng ta, khả năng cao sẽ không thể có lực lượng mạnh nhất và không được toàn tâm toàn ý cho giải đấu này. Việc không thể giúp đội tuyển Việt Nam lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào vòng sơ loại thứ ba World Cup, kết quả lối chơi cũng chưa quá ấn tượng. Và quan trọng hơn là huấn luyện viên Kim Sang-sik dường như bị ảnh hưởng khá lớn từ ông Park Hang-seo thông qua bản danh sách tập trung đầu tiên. Nói thế không có nghĩa là huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa làm được điều gì cho đội tuyển Việt Nam. Trái lại, tân thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng đặt dấu ấn lớn trong việc giúp đội nhà tìm được niềm tin, sự hứng khởi sau quãng thời gian ảm đạm dưới thờ huấn luyện viên Chu Dì. Vì điều này nên hiện tại người hâm mộ rất kỳ vọng với quỹ thời gian tương đối dài tới đây sẽ thay đổi nâng cấp đội tuyển Việt Nam lên một phiên bản tốt hơn từ nhân sự tới lối chơi nhằm trở lại với vinh quang ở đấu trường khu vực. Và công việc cụ thể mà ông Kim Sang-sik cần thực hiện vẫn giống người tiền nhiệm Chu Dê trước đây, có nghĩa là phải xây dựng lực lượng cho tuyển Việt Nam một cách mới mẻ hơn thay vì dựa vào nhân tố cũ, vốn cũng chẳng phải ai dám đảm bảo rằng phong độ và khát vọng của lứa cầu thủ cũ vẫn còn được nguyên vẹn như thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Bên cạnh đó lối chơi cũng cần phải xây dựng hợp lý, đa dạng, biến hóa hơn thay vì một màu như những người đi trước. Với quãng thời gian 5 tháng trước AFF Cup 2024 là cơ hội vàng để huấn luyện viên Kim Sang-sik tái cấu trúc đội tuyển Việt Nam bằng dấu ấn của riêng ông. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có khởi đầu tốt cùng đội tuyển Việt Nam. Chỉ với 4 ngày huấn luyện, nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng học trò đánh bại Philippines trên sân nhà, cắt mạch 7 tháng toàn thua. Sau đó dù thua Iraq nhưng mà đội tuyển Việt Nam đã có nét tích cực, tấn công có nét hơn, tinh thần được cải thiện. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng không vội vã thay đổi mà ông tiếp quản nền tảng lối chơi và con người của các huấn luyện viên tiền nhiệm như là Philip Chuje và Park Hang-seo chỉ điều chỉnh một số chi tiết để phù hợp với phong độ cầu thủ và năng lực của đối thủ. Lựa chọn an toàn của huấn luyện viên Kim đến từ ba lý do. Thứ nhất, ông mới đến Việt Nam chưa có nhiều thời gian để thuộc mặt, nhớ tên cầu thủ, bởi vậy đặt niềm tin vào cách lựa chọn nhân sự của người cũ là giải pháp khả dĩ nhất. Thứ hai, quãng thời gian huấn luyện ít ỏi, chỉ 3-4 ngày tập luyện cho mỗi trận đấu, cộng với thể lực cầu thủ đã giảm sút do phải thi đấu liên tục ở V-League khiến ông Kim khó đạt dấu ấn ngay. Cuối cùng cách tiếp cận mềm mỏng hoàn toàn phù hợp với giai đoạn đội tuyển Việt Nam cần định hình lại cả về lối chơi lẫn tâm lý, chưa thể vội vã thực hiện cuộc cách mạng ngay. Tuy nhiên ở các đợt tập trung vào tháng 9, 10, 11 tới đây theo lịch của FIFA Days, gió sẽ đổi chiều ở đội tuyển Việt Nam. Sau 12 ngày đầu tiên đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có hình dung bước đầu về trình độ, thể lực và thái độ của cầu thủ, yếu tố mà ông Kim đã tìm hiểu từ trước khi sang Việt Nam. Nhưng rõ ràng phải đến khi bước vào huấn luyện thực chiến, nhà cầm quân sinh năm 1976 mới có thể thực sự thấu hiểu. Với nền móng đã được xây, cuộc thanh lọc đội tuyển Việt Nam sẽ thực sự bắt đầu trong thời gian tới. Do không lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng học trò sẽ không có trận đấu chính thức nào cho đến cuối tháng 11, thời điểm AFF Cup 2024 khởi tranh. Dự kiến ở 3 đợt tập trung trước mắt đội tuyển Việt Nam sẽ có từ 3 đến 5 trận giao hữu, có thể gặp những đội quen thuộc, cũng không lọt vào vòng loại thứ ba như là Singapore, Malaysia, Syria hay là Ấn Độ. Tâm thế thả lỏng ở các trận giao hữu kết hợp với thời gian tập trung và huấn luyện dài hơn là điều kiện để huấn luyện viên Kim Sang Sik thử nghiệm cả hai khía cạnh, con người và triết lý. Về mặt con người, huấn luyện viên Kim Sang Sik chủ yếu gọi các trụ cột thời huấn luyện viên Park Hang Seo và Chu Jae kết hợp với cầu thủ trẻ ở đợt tập trung đầu tiên. Đây là những gương mặt dày dặn kinh nghiệm ăn cơm tuyển, cũng như có trạng thái sẵn sàng cao độ để có thể đáp ứng yêu cầu ngay trong chỉ một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên ở đợt tập trung tới đây sẽ có nhiều nhân tố mới mẻ từ V-League được triệu tập, khi mà ông Kim có thể tạm gác áp lực thành tích, chỉ tập trung khai phá nhân tố mới. Còn về lối chơi triết lý của huấn luyện viên Kim Sang Sik chưa được định hình, khi chính các cầu thủ thừa nhận chưa thể đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện song đã có những nét mới mẻ như là phòng ngự chủ động hơn, cự ly đội hình hợp lý, mảng miếng tấn công trực diện và rõ ràng. Đội tuyển Việt Nam không cầm bóng dườm già mà luôn triển khai rất nhanh. Các cầu thủ cũng khó không gian để sáng tạo thay vì bó buộc vào những nguyên tắc khô cứng. Rất có thể với huấn luyện viên Kim Sang Sik, chất kỷ luật và tự do sẽ hòa quyện nhau rõ ràng hơn. Ngay cả khi chuẩn bị giáo giết trong tháng 5, chưa chắc đội tuyển Việt Nam đã lột xác. Mọi đội bóng đều cần thời gian. Nhưng khoảng nghỉ sắp tới là thời cơ vàng để huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt dấu ấn của riêng ông. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và bài toán làm mới tuyển Việt Nam. Ở đợt tập trung đầu tiên và với quỹ thời gian là không nhiều, huấn luyện viên Kim Sang-sik chọn phương án an toàn khi dùng nhiều cựu binh cho hai trận đấu gặp Philippines và Iraq. Sự lựa chọn này được cho là hoàn toàn hợp lý sau quãng thời gian người hâm mộ chứng kiến công cuộc trẻ hóa rồi thất bại từ huấn luyện viên Chu Di. Nhưng rốt cuộc, những gì xảy ra có thể khiến tất cả phải nghĩ lại. Tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu về kết quả, vốn được tính toán trước đó, tức là thắng Philippines, cố gắng kiếm điểm khi gặp Iraq, hay lối chơi, tinh thần khởi sắc hơn. Tuy nhiên một số cựu binh lại gây khá nhiều thất vọng dù được tin tưởng. Quang Hải là một điển hình. Tiền vệ từng xuất sắc nhất Việt Nam trở lại đội hình xuất phát dưới thờ huấn luyện viên Kim Sang Sik trong cả hai trận đấu, nhưng màn thể hiện rõ ràng là đầy bất ổn. Tương tự với Đặng Văn Lâm rồi tới Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng để thấy rằng không phải khi nào các cựu binh cũng ổn như danh tiếng, kinh nghiệm mà mình sở hữu. VFF chắc chắn không yêu cầu huấn luyện viên Kim Sang Sik trẻ hóa tuyển Việt Nam. Ngay khi nhìn vào thất bại từ ông Chu Dê và tình hình thực tế nhìn từ V-League hay các giải chuyên nghiệp. Nhưng làm mới là điều cần được triển khai. Huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ không thể trông cả vào các cựu binh ngôi sao xuất hiện trong vài năm qua của bóng đá Việt Nam cho những chiến dịch sắp tới ở ASEAN Cup, vòng loại Asian Cup mà bắt buộc phải làm mới, làm dày thêm danh sách, hòng tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn. Điều đó là cần thiết bởi AFF Cup sẽ gần như trùng lịch với giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á hay châu Á, nên rất dễ mất quân hoặc phải chia sẻ nhân sự cùng nhau, thay vì ưu tiên cho cả tuyển Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc giải đấu trùng lịch, V-League mùa tới theo như công bố, khả năng đá xuyên suốt, trừ các kỳ FIFA Days, thay vì ngắt quãng nghỉ nhường thời gian cho tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam tập trung nên số lượng cầu thủ mà ông Kim Sang-sik cần phải có sẽ là rất lớn. Đây không phải bài toán dễ dành cho thuyền trưởng người Hàn Quốc, nhưng cũng chẳng đến mức quá khó nếu ông Kim Sang-sik cởi mở và trao cơ hội cho những cầu thủ khác tại V-League thay vì đóng khung bằng lựa chọn cũ cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh bóng đá hot xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo